Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để giới thiệu về một cục đẩy hai kênh chuyên đánh phun đôi và xúc kép, một bộ mic PS VK7 cho một bác khách. Ngày hôm nay thì đơn hàng này Tùng Nguyễn sẽ gửi xe trên bến xe Giáp Bát đấy, về tỉnh Bắc Ninh. Ngày hôm nay thì em giới thiệu tất cả các bác một bộ mic PS VK7 dòng chuyên sự kiện gia đình, và tiếp tục là một cục đẩy PS chạy mạch Class D. Dòng này thì em đang có là khi đang trang trên màn hình đây là đẩy hai kênh. Còn khi em giao hàng cho các bác, nếu các bác có nhu cầu đánh đẩy hai kênh hoặc là đẩy 4 kênh, dòng đẩy 4 em cũng nói thật, chia sẻ thật tình với các bác khách hàng, em bán đẩy hai kênh thì được 10 cái thì em bán đẩy 4 kênh phải được 20 cái. Vì tại sao ạ? Vì người ta cùng là mất tiền thì người ta cũng thích chơi dòng đẩy 4 kênh. Vì nó đẩy 4 kênh mà các bác lưu ý nhá. Cục đẩy 2 kênh có mỗi là 8 cân rưỡi một cục, còn cục đẩy 4 kênh thì có 13 cân một cục. Và các bác lưu ý cho em, một cục đẩy 4 kênh có công suất là 1.500W trên một kênh với trở kháng là 8 ohm, còn 4 ohm là 2.250W. Nếu như ta muốn mua con đẩy 2 kênh thì có mã là SNA2.15. Nếu ai muốn nhu cầu mua đẩy 4 kênh có mã là SNA4.15. SNA2 có nghĩa là mã có đẩy 2 kênh, SNA4 là đẩy 4 kênh. Với công suất là 1.500W trên một kênh chạy mạch Class D. Loại này là loại cao cấp các bác nhá. Tất cả các dòng của PS mà loại mã của LA này nhà em đều có hàng hết. Và mã NA là một phiên bản mới ra, và là nó làm ra một cái phiên bản gọi là cao cấp đấy, hàng chính hãng của công ty do nhà máy Trung Quốc sản xuất. PS Audio này là một dòng rất trâu và khỏe, đánh công suất lớn 1.500W trên một kênh, và con này nó có cả hiển thị LED ở đây rất là đẹp, ngày tháng giờ giấc nhưng mà nhiệt độ gì đó đấy. Cục đẩy này thì nó sẽ ngắn các bác nhá, nó ngắn chứ nó không dài như các cái cục đẩy khác chạy mạch Class D mà đánh ra tiếng hay và độ lực của nó rất là ok. Khách hàng nhận các cục đẩy này đều rất khen đấy, rất là thích. Các bác bù lại, các bác mua một cục đẩy 40-50 cân các bác mang đi nó nặng, mà đây chỉ có mỗi 8 cân thôi, 8,5 cân các bác nhá. Và giá của cục đẩy này cực kỳ tốt, nên các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em đấy. Và hôm nay thì tiếp tục là một bộ mic PS VK7. Bộ mic này thì cũng bác khách này cũng lấy về để làm sơ cua. Bộ mic nếu các bác có nhu cầu, em nói luôn nha, nếu các bác có nhu cầu mic cao cấp thì em có VK9 và VK10. Còn bộ VK7 để phân khúc tầm trung, bác ý làm bộ sơ cua với cấu hình loa kéo sự kiện gia đình. Và mic VK7 này tiếng của nó hát rất là nhẹ, sáng tiếng. Đấy, VK7 VK7 các bác nhé. Đây, mic này mic không dây và có chế độ tự ngắt, tiếng rất hay các bác nhé. Nó là hàng chính hãng của công ty. Và bộ mic này có giá là 2,7 triệu một bộ, được bao ship. Còn cục đẩy này thì có cái giá là hơn 10 tỏi các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em, em báo chung chung thì thôi, còn nếu các bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho em, vì giá đẩy này có cái giá rất tốt cho khách hàng. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio giới thiệu về hai thiết bị âm thanh này để cho các bác đi làm sự kiện quan tâm đến kênh của em, và sản phẩm của em bảo hành 25, nỗ lực mới trong vòng 3 tháng. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm đẩy PS 4 kênh, 2 kênh, 3 kênh em đều có hết, tất cả các CG của LA. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm đến đẩy PSNA2.15 hoặc là mic PS VK7 với các dòng sản phẩm khác, có thể là liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Nhận hàng các bác được kiểm tra rồi mới về thanh toán tiền. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất nha.